Thưa quý vị, hiện nay thì Hà Nội vẫn còn có tới hơn 3.000 hecta đất nông nghiệp chưa thực hiện xong việc dồn điền đổi thửa. Với lý do là vì vẫn có tình trạng người dân chưa chấp nhận ruộng, thậm chí bỏ hoang ruộng không sản xuất. Nhưng trong tháng 7 này sẽ được hoàn tất khi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ đẩy nhanh việc này tại một số quận huyện ngoại thành. Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội sẽ phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đẩy nhanh việc dồn điền đổi thửa trước ngày 30 tháng 7 và tổng hợp kết quả báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 10 tháng 8. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ứng trước 500 tỷ đồng để hỗ trợ các huyện, thị xã triển khai đầu tư thủy lợi, phục vụ cho dồn điền đổi thửa và xây dựng nông thôn mới. Trong đó bố trí khoảng 200 tỷ đồng xử lý 16 công trình cấp bách về thủy lợi, đê điều. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng cho biết, ngay sau khi hoàn thành việc dồn điền đổi thửa, sẽ tiến hành việc cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố. Và công việc này cũng phải được đảm bảo hoàn thành trong năm 2016.